nhận được lời khát khao của Chúa Giêsu muốn ân lễ vượt qua với chúng ta mà mau mắn đến tham dự tăng nhật thánh để tất cả mọi người có thể ngồi ăn bữa tiệc y tế của chim non và được sống nhiều. Con cảm tạ Chúa đã để lại cho hội thánh đi tin thánh thề. Xin hương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên, cho chúng con biết khao khát đón rước thánh thề Chúa mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng.